Chuyện khó tin khi mà ba vệ sinh ba đồng loạt chào đời khiến đôi vợ chồng nay đã U50 chào đảo vì có tới 5 người con gái sau một đêm. Chị Vân thì 44 tuổi quê An Giang, cùng chồng có 2 người con gái lớn là 20 tuổi và 12 tuổi. Họ đã kế hoạch hóa gia đình hơn suốt 10 năm nay. Ở cái độ tuổi đã xế chiều thì người phụ nữ bất ngờ phát hiện mình mang thai. Tuy nhiên đi khám thì chị phát hiện ra là sinh đôi. Đến ngày sanh thì cả hai vợ chồng đều tá hỏa vì có ba em bé chào đời một lúc. Hiện tại thì mất đi cái nguồn lực lao động chính, lại phải trang trải chi phí cho ba bé một lúc á, thì đôi vợ chồng công nhân hết sức là lo lắng vì cái tương lai bất ổn phía trước. Ngày hôm nay thì mình có dịp xuống Bình Dương để mà thăm cái hoàn cảnh của chị Vân ha. Thì chị và chồng đang làm công nhân ở khu vực này và chị cho biết là vừa hạ sanh được ba em bé rất là dễ thương, nên là sẵn dịp mình ghé qua mình thăm các bé luôn. Trời ơi, các cục cưng đang nằm ngủ rất là ngon nè. Chị Vân ơi, các bé tới nay là được bao nhiêu ngày rồi chị ha? Chị có 14 tay ấy. 14 tay, mà bây giờ là khoảng mồng 4 tháng 4, tức là tầm khoảng gần 20 ngày ha. Gần 20 ngày rồi. Lúc mà sanh ra thì đủ tháng không chị ha? Có 7 tháng rồi em. 7 tháng thôi. 7 tháng là dở ối lên trển mổ cấp cứu liền. Dạ. Nhưng mà bây giờ là em nhìn vậy là ba bé là cũng tương đương nhau ha. Vậy là bé nào là chị Hai đâu? Chị Hai nè, đẻ ra có 1 ký 7 thôi. Bé này 2 ký, bé này 2 ký. À, vậy là chị Hai nhỏ nhất là 1 ký 7, còn hai em thì là được 2 ký. Nhưng mà chị sinh ba mà cỡ đó là ok rồi đó chị. Em thấy người ta sinh ba là tầm trên 1 ký không à. Ở đây là cũng gần 2 ký một bé rồi. Mà là còn thiếu tới 2 tháng nữa đó. Chị Vân thì quê ở dưới An Giang mọi người, cùng với chồng mà lên Bình Dương để mà đi làm. Thì cái quá trình mà sinh sống trên này thì hạ sanh ở trên này và sinh sống nơi đây luôn. Chị cho em hỏi là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 44 tuổi luôn rồi ạ. Chị có bao nhiêu người con này ha? 5 bé. Như vậy là trước đó là chị có 2 người con lớn rồi. Là bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Đứa 22, đứa 11 tuổi. Bé đầu là 22 tuổi, bé sau là 11 tuổi. Bây giờ thì chị cũng tâm sự mình là người con gái lớn là đã đi làm rồi và đi làm xa. Ở đây thì chị ở nhà với lại một người con gái là khoảng 11, 12 tuổi và ba bé mới sanh này. Năm nay là chị U50 rồi. 44 tuổi là U50 rồi. Chồng mình là bao nhiêu tuổi chị hả? Ảnh sinh năm 79 rồi. Là cũng sắp xỉ tuổi chị á. Lớn hơn chị. Nhưng mà em hỏi cái là ba bé này em nghĩ là nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng đúng không? Đúng rồi. Cái sự việc nó như thế nào chị ha? Chị lúc đó chị đi lên làm hồ ở trên Long Hải á. Dạ. Chị ban đầu chị không có biết. Xong cái chị thấy người ngồi chị khó chịu á, chị đi siêu âm là chị thấy được có hai bé thôi. Chị dạ. Hai bé xong rồi cái chị đi siêu âm một lần một à. Cái hôm ngày 13 tháng 3 đó, chị đi lên bệnh viện 512 giường á. Dạ. Siêu âm là chỉ bắt được có 2 thiên thai thôi. Vừa qua bữa 14 là nó dở ối là đi lên chẩn cấp cứu liền luôn. Là lúc đó là phát hiện ra ba bé. Là khi mà mình mổ ra rồi mình phát hiện ra ba bé chị ha. Siêu âm lại à. Siêu âm lại xong rồi mổ cấp cứu liền luôn. Tại vì chị bị cái gì mà bác sĩ nói đó là chị bị nặng lắm á, rồi vô chổng là mổ cấp cứu. Dạ, bị thiếu máu á. Chị bị thiếu máu nè. Cái gì tăng huyết áp gì tụt lâm chứ. Dạ, kiểu như là bị co giật tiền sản. Đúng rồi. Nhưng mà cái khi mà biết mình có tới ba em bé chị có bất ngờ không? Chị hết biết gì luôn. Lúc đó là vào cái là bắt đầu nhập viện là sanh luôn á. Đúng rồi. Nãy giờ em quên hỏi là chị sanh mổ hay sanh thường? Sanh mổ em. Dạ. Sanh mổ. Dạ. Tại vì thường là ba bé thì ít khi mà sanh thường lắm. Trừ cái trường hợp mà lọt ra ngoài thôi, chứ còn không là người ta sẽ cho mổ để an toàn. Tại vì chị bác sĩ nói chị bị cái gì tiền sản giật nặng đó, nên không có sanh thường, phải gây mê luôn. Tình trạng của chị là khá là nặng mọi người. Ở đây là có tiền sản giật và giật rất là nặng luôn ha. Cái này thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái thời điểm đó là khi mà tới khám là mình vẫn đinh ninh là trong bụng mình là song thai thôi đúng không? Khi mà bắt đầu bác sĩ vào kiểm tra thì mới phát hiện là ba bé. Thì lúc mà sanh ra cái ba bé rồi ẵm ra vậy rồi anh chồng có bất ngờ không? Lúc mà sanh ra là đâu có ẵm ra liền cho chị đâu, tại vì chị bị nặng quá đó. Dạ. Chị phải truyền máu rồi truyền huyết áp rồi đủ hết trơn này, đâu có cho bé xuống, mặt cô phải giữ hộ. Vậy là mấy người quen giữ hộ ha? Không, bác sĩ chẳng giữ hộ rồi. Dạ. Tới mấy ngày sau mới cho bé xuống. Thì hai vợ chồng chắc là bất ngờ lắm ha. Tại vì lúc đầu cứ nghĩ là chỉ có hai thôi. Rồi lúc đó chị không có tiền vô máu luôn. Dạ. Bên Ước Mơ Hồng á, có hỗ trợ chị được 5 triệu 2.
cho chị vô máu. Đây là ba cô công chúa luôn ha. Đợt vừa rồi thì mình gặp phải là tầm khoảng gần 10k rồi mọi người, 10k sinh ba rồi. Nhưng mà đây là lần thứ hai mà gặp ba cái sinh ba là con gái hết. Cái quá trình á mà mang thai như vậy là cũng diễn ra khá là lâu, tại vì chị đã kế hoạch từ khi mà em bé lớn á là được 12 gần 12 năm rồi. 12 năm rồi, trong suốt 12 năm đó là không hề mang thai nha mọi người. Thì bỗng nhiên là trẻ mang thai. Cho tới khi nào, tới tháng thứ mấy thì chị mới biết chị ha? Tới chị đi siêu âm là 23 tuần. 23 tuần. Gần 1 tháng mới biết ha. Xong rồi lúc đó là bạn nghĩ là xong thai thôi mọi người. Cho đến khi mà gần sanh rồi, tháng thứ 7 rồi mới biết là có tới 3 em bé. Nhưng mà theo như cái số ký cũng như là cái đó thì các bé này cũng không có nhỏ lắm nên là được về sớm. Nằm trong bệnh viện là tổng cộng mấy ngày chị ha? 10 ngày á. 10 ngày ha. Tới nay thì em nghĩ là cái ký của các bé cũng phải tăng lên một phần nữa rồi ha. Được 2.3 kg nè. Dạ. 2 kg nè. À vậy là vẫn lên rất là tốt nha, một bé lên được 3 lạng. Bây giờ chị đã đặt tên cho ba bé chưa? Chị chưa đặt. Chưa đặt tên ha. Nhưng ở nhà có đặc biệt danh gì không chị? Nè, bé sữa nè, bé gạo nè, bé kem. Bé sữa, bé gạo, bé kem ha. Trong nhà đầy đủ hết luôn. Ở trên này á thì trước đây á thì hai vợ chồng chị là làm công việc gì chị ha? Chị lúc đó thì làm công nhân, ảnh thì đi làm hồ. Dạ, yeah, là vẫn ở đây luôn. Dạ đúng rồi, chị ở đây, làm chị ở đây. Rồi xong cái đợt dịch xong cái công ty chị không có làm nữa, rồi hết nghiệp cái đi làm hồ luôn. Dạ yeah. Đi làm hồ luôn, rồi bây giờ cái mang thai bé này không đủ chi phí á em. Không đủ lo cho nó. Nhưng mà cái quá trình á mà mình mang thai rồi đi sanh á thì cái chi phí có nhiều không? Là hết 10 triệu em. À, ba bé mà sanh có 10 triệu là rẻ rồi đó. Tại chị có bảo hiểm á. À dạ. Bảo hiểm là bớt được mình được nhiều không chị? Bảo hiểm nó bớt được cũng mấy triệu hả? Dạ. Đây này, em bé này đang thức dậy nè. Bây giờ em ghé qua là em thấy cái cỡ này đang ngủ khá là ngon. Nhưng mà cái khi mà ba đứa nó đói thì sao chị? Có khi nào khóc lượt không? Không, ít lắm em. Đứa này ngủ xong đi tới đứa khác nó dậy nó bú chứ. Ý là chị chủ động đúng không? À, đúng chị rồi. Chủ động chị cho uống theo lịch. À, đúng rồi. Nên là chứ chị không để cho nó khóc một lượt. Dạ, vậy thì được chứ còn mà ba bé mà nó đói một lúc là chắc cũng phiền đó ha. Đó mọi người xem nè, ba thiên thần nhỏ là ngủ rất là ngon luôn ha. Bây giờ là chị có một mình anh chồng đi làm ha? À đúng rồi. Anh chồng đi làm vậy thì lương á một tháng được khoảng bao nhiêu chị ha? Một ngày 350 em, nhưng mà mặn không có đủ ngày vậy đâu. Dạ, một ngày là 350. Nhưng mà em nghĩ rằng là trong tháng thì cũng có ngày nghỉ, ngày làm chứ đâu phải là làm hết đâu ha. Hết hàng thì ta cho nghỉ, còn có hàng thì làm. Một ngày 350, nếu mà cho mà làm một tháng thì sẽ là được khoảng 10 triệu. Mà chủ nhật đa số là ta đâu có làm. Dạ. Yeah. Với lại mấy ngày thường thì không có hàng, như nghỉ. Thông thường là một tháng là thu nhập được khoảng bao nhiêu chị ha? Trời ơi, cỡ 7 triệu, 7-8 triệu. 7-8 triệu thì tiền phòng trọ ở đây bao nhiêu rồi? 2 triệu, điện nước nó là chạy ra 2 triệu mấy. Dạ. Yeah. Thì phần còn lại là nếu mà để mà trang trải cho các bé mà tiền sữa tã này, ăn uống này kia nữa thì nếu như mình tiết kiệm hết sức á thì may ra là vừa đủ. Nếu mà các bé mà đi khám hay như thế nào nữa thì là thiếu hụt luôn. Thì quãng thời gian qua thì mình có cái kinh tế như thế nào chị? Chị lúc mà chưa có hai đứa này thì cũng đỡ một chút, rồi từ thì sao mấy vợ cái chị thất nghiệp nó không có làm gì gia tỷ chứ. Cũng không hẳn là thất nghiệp mà là sanh xong thì mình cũng chưa đi làm ngay được. Ít nhất là phải 6 tháng. Chị tính đi làm sớm luôn chứ mình nói không ngoài có tiền đâu mà. Nhưng mà chị đi làm á thì các bé phải tính như thế nào? Chị lãnh hàng gia công lên đây nè. À ý là làm ở nhà ha. Chị lãnh hàng gia công về nhà chị làm. Vi thấy ba em bé thế nào? Dễ thương không? Bây giờ á tự nhiên là bắt đầu á 12 năm cái bỗng nhiên á mình làm con út đúng không? Bây giờ tự nhiên là thằng chị ba vậy con có bất ngờ không? Có nghĩ là kia tự nhiên mình làm chị không? Thời gian qua sao? Tinh thần của con có ổn định chưa? Tự nhiên đang làm út tự nhiên mình trở thành chị ba. Mày sốc có ba đứa. Cú sốc phải không? Cú sốc tâm lý. Thôi từ từ con. Ba đứa sao lớn lên dẫn nó đùa với con, chơi với con nữa không? Ở bình thường ví dụ như ba mẹ đi làm là con ở đâu? Chú ở nhà. Ở nhà một mình. Rồi à, bữa nay là có em rồi. Nhưng mà bây giờ Vi có phụ mẹ chăm sóc em được chưa? Có chồng em được chưa? Từ từ mình học ha. Hồi đó là Vi không có đi học luôn hả? Dạ có.
Con học tới lớp mấy? Học tới lớp 3 con nghỉ rồi. À, sao nghỉ sớm vậy? Không muốn học. Không muốn học hả? Muốn theo ba mẹ đi làm. Dạ, à, không chịu học. Là hồi xưa là dưới quê hay là ở trên này với mình luôn chị? Quê nha, nó học giỏi lắm á. Vậy ha. Nó nghỉ học. Uống vậy? À, mấy chị em học giỏi nhưng mà nghỉ học không chịu học. Chắc là muốn gần cha mẹ đúng không? Đúng. À, hồi xưa là con nhớ dưới quê là ở với là ông bà. Ông bà ngoại. À. Ở với ngoại. À, đó mọi người thấy không? Đang làm con út thì bỗng nhiên là mẹ sanh một phát là ba em bé luôn. Cái chuyển qua làm chị ba. À, bé đó là sốc luôn mà. Chị sợ chị, chỉ sợ là chị sinh ba bé rồi không thương chị. Vậy ha. Thì tâm lý của những đứa trẻ là lúc nào cũng vậy, mình phải nói chuyện từ từ, cởi mở với các bé để các bé hiểu ha. Hay là ngủ quanh bạn mình nè. Buổi sáng là mình tắm rửa rồi, mình có phơi nắng cho bé không chị? Không, chị không có, chị ẩm không có được, đi ra ngoài á. À ha, còn yếu mà ha. Bác sĩ cho uống cái gì vậy, thuốc chai thuốc gì đó em? Dạ. Cho uống gì mà bác sĩ kêu chị mua chai thuốc này. À, cái đó là bổ sung canxi đó. Cái đó là trẻ mới sanh ra mà kiểu như mà sanh non hay thiếu tháng là phải uống mọi người, để mà bổ sung canxi á, nhanh phát triển. Ở đây là mình không có họ hàng hay người quen gì hết chị hả? Không có, chị em rồi chị coi YouTube á, rồi cái thấy em á. Dạ. Yeah. Người ta nói hơi điện cho em đi, rồi chị thấy chị làm liều chị điện luôn. Dạ. Yeah. Thì nói chung là em cũng hay đi hỗ trợ, nhưng mà trong cái khả năng của em thì em cũng hỗ trợ được phần sửa tả nào đó thôi. Em cũng sẽ cố gắng đăng tải lên ha. Ví dụ như mà có những trường hợp mà hữu duyên được mọi người giúp nhiều thì nó cũng đỡ một cái phần để mà qua cái khoảng thời gian khó khăn. Nói chung là sanh ba thì tất nhiên là phải cực rồi. Hồi xưa nuôi một em bé thì mọi người biết rồi đó, à, cực như thế nào thì sang ba sẽ cực gấp 4, gấp 5 lần á. Bọn đêm khi chị không có ngủ, chị chăm, chị không, dạ, không ngủ. Cỡ này là một đêm là uống rất là nhiều lần. Đúng rồi. Nên là người mẹ cũng phải thức nhiều hơn. Tầm 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là uống, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là chị cho nó uống. Dạ. Phải như mà bên cạnh có ông bà cũng đỡ ha, qua trong giùm phần nào đó. Còn đây là người mẹ là mới mổ được khoảng 20 ngày, lại bị tiền sản giật nữa mà phải chăm cho ba con. Và trong cái tình thế bắt buộc là phải chấp nhận thôi. Có phần nửa máu của người bình thường thôi á. Ừ. Chị là mổ xong ra chị đâu có thấy đường đâu. Nhưng mà cái đợt đó là chị ăn uống ít quá hay sao? Ăn không có được của em. Dạ. Yeah. Ăn không được. Thứ nhất là cái người mẹ mà mang thai là phải rút cái dinh dưỡng trong cơ thể ra để mà nuôi thai nhi nữa. Mà chị đây là nuôi ba đứa mà ăn uống không được nữa thì rất là nhiều cái khả năng là thiếu máu. Và là khi mà sanh mà ca nặng vậy là dễ bị sản giật lắm. Mình mấy chị nó sưng trơn, nó sưng mặt mày nó sưng hết trơn luôn á, nó sưng phù lên trơn. Bởi vì người ta nói là cửa sinh là cửa tử mà đúng không? Rất là nguy hiểm. Chị sợ vậy lắm luôn. Cái lúc đó là hai vợ chồng chắc cũng lo lắng tâm sự với nhau nhiều không? Đúng rồi, giờ lúc mà lên bệnh viện rồi nói chị sanh ba là anh không biết gì luôn á. Anh ký tờ giấy lâu rồi nửa tiếng hồ chưa xong. Vậy ha, rung luôn. Sợ, có lúc chị sinh non rồi bệnh viện đó đó. Dạ. Yeah. Giờ sợ. Phải cưng gì không? Vi ơi, tính là hôm nay là chú qua chú xin mẹ một em bé về nuôi á. Hôm qua chú gọi cho mẹ rồi, là mẹ cũng cho một bé. Nhưng mà bây giờ chú phân vân quá, không biết ba bé này á, là Vi cho chú bé em bé nào về? Không, mẹ không cho đâu. Sao vậy? Mẹ cho trước rồi mà. Mẹ cho rồi chú mới xuống chứ. Bây giờ là trong ba bé này là bây giờ là mẹ kêu là chú hỏi Vi xem là Vi cho chú bé nào. Giờ Vi nghĩ sao? Không. Không hả? Là Vi để nuôi hết luôn hả? Để mẹ nuôi hết luôn. Để mẹ nuôi. Cái này khô. Thế là Vi có phụ mẹ nuôi không? Vi có phụ mẹ chăm không? Chăm thì cũng có. Có phụ ha. Giờ Vi phải phụ mẹ chăm nha, nếu không là chú phải đưa một em về đó, một hoặc hai em về. Tại chứ một mình mẹ đâu có xuể đâu, đúng không? Thế hàng ngày là Vi là giặt đồ, rửa chén rồi có quét nhà không? Có. Có quét nhà luôn, có dọn dẹp không? Về phụ mẹ nha. Phụ mẹ không là bữa sau là chú qua chú phải đón về đó. Nhưng mà chú thấy mà không phụ mẹ chú đón về. Chứ mình mẹ nuôi sao nổi.
Rồi chống cầm kìa. Mẹ không dễ gì cho. Mẹ không dễ gì cho hả? Ừ. Sao không biết được? Sao con nghĩ như vậy? Ý là mẹ thương thương con đúng không? Không bao giờ là cho con đúng không? Ấm hồn ấm em không? Phải tập ấm em chứ, ví dụ sau này ví dụ phụ mẹ ấm nữa chứ đúng không? Tập ấm em đi. Bé nó cũng nói là bây giờ là tình hình là biết là mẹ dễ gì cho luôn á. Để tay dưới cổ của em, dưới lưng của em. Rồi để ôm sát vô để em nảy. Ôm vô người á. Ôm vô người con á. Chắc chị phải vịn á, không là rớt á. Đúng túng quá. Chắc lần đầu ấm em luôn á. Lần đầu ấm em không biết ấm. Nó còn chị Vân thì ví dụ như sau mười mấy năm bắt đầu mình nuôi lại trẻ con là mình có bị bỡ ngỡ không? Ôi trời ơi, gán luôn, chị không biết sao luôn, giờ phải gán chứ sao vậy? Bây giờ học lại từ đầu ha. Em bé là bây giờ là chuẩn bị dạy đồ uống sữa rồi đó. Thôi đưa cho mẹ ấm đi. Không là lại tập từ từ ra, các bé lớn lên xíu là tập phụ mẹ nhá. Bé lớn lớn là chút xíu dễ ấm. Nhà anh thấy cưng không nhà? Được quá. Nhìn là biết. Kiểu như là nhìn ba sinh ba như lúc nào cũng có một cái điểm gì đó khác nhau. Kiểu như mình mới gặp lần đầu thì mình thấy giống, chứ còn mà quen mắt rồi sẽ nhìn phát là ra liền à. Hời, bú thấy cưng ha. Bây giờ mỗi bé vậy là uống được bao nhiêu ml sữa chị hả? Nó uống được bé chính giữa này là uống được một bình này luôn á. Một bình luôn? Uống một bình luôn. Còn bé này uống 60 thôi, bé này cũng vậy. Chắc người ta đẹp nhất, người ta phải ráng uống nhiều để mà đuổi kịp các em á. Chị ông vía là uống ngoan vậy kìa. Hôm nay thì mình cũng có công việc, mình đi qua đây mình không có chuẩn bị một số quà để mà tặng cho các bé, mà đợt sau mình sẽ coi bình sữa với lại một cái khăn ha, để cho các bé uống. Có mấy cái bình sữa mà nó có cái bộ phận mà chống trào hơi á, uống nó đỡ bị phình cái bụng. Mà thường là những cái bé mà sinh non vậy á, em thấy cái rốn nó bự lắm, mấy bé này có bị không? Không em. Vậy là ok rồi. Không có bị. Có mấy bé sinh non được trước mình thăm á, cái rốn bé nào cũng bự á. Này bình thường rồi, đẹp ha, rốn người trồng vía đẹp à. Bởi vậy người ta kêu là phải cho uống cái canxi nhiều nhiều để ban đêm á, không có bị khóc, không có bị vặn mình á. Không hay bị cái thoát, bị rốn, cái rốn bự chà bá luôn. Nhìn uống thấy cưng ha. Đó, chị ấy cứ lần lượt nha mọi người, cho từng bé uống là không bao giờ là bị khóc một lúc. Lốn vậy là trộm vía là đẹp rồi, không sao hết. Cũng dậy ngồi ngoại và cái này ngủ à, chứ không có vậy. Ngày hôm nay thì em bé qua thăm các bé chị Vân à. Trước mắt là trong cái khả năng của em thì em sẽ ủng hộ cho các bé một ít tả với sữa để mà sử dụng, cũng như là trích quỹ ra để mà gửi cho chị một ít tiền để mà mua thực phẩm ha. Hôm nay thì đi gấp quá mình cũng không có mua được. Bây giờ thì đây ha, chỗ này là em có 3 hộp sữa nha. Rồi, là dành gửi cho các bé. Với lại đây là 2 bịch tả nữa, size của các bé luôn á. Và cũng đồng thời là trích quỹ ha, để chị có thể là mua thêm thực phẩm. Mình mua thêm thực phẩm để mình ăn uống có sức khỏe ha. Có thêm sữa cho các bé sử dụng nha. Chị cảm ơn em, cảm ơn. Dạ, thôi chị cố gắng đấy ha. Thì từ từ rồi các bé cũng sẽ lớn nhanh thôi, thì cái khó khăn nó cũng sẽ qua đi. Ông Vi cũng phải phụ mẹ nha. Nay chú cho con ít tiền để mua bánh nè. Hôm nay chú cũng cũng bận quá nên là không có kịp chuẩn bị. Rồi, mình cũng hy vọng rằng là dịp sau khi mà mình ghé qua thăm thì các bé sẽ thay đổi nhiều hơn ha. Lớn hơn và ngoan hơn. Trộm vía nha các con. Cảm ơn chú đấy. Bây giờ thì video cũng đã dài rồi. Mình sẽ tạm dừng tại đây để cho các bé nghỉ ngơi. Khi nào mà có dịp thì mình sẽ quay trở lại để mà thăm các bé. Cảm ơn tất cả khán giả cũng như là quý mạnh thường quân đã đồng hành với chương trình của mình ha. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.